Rồi, hướng dẫn sử dụng cái ổ cắm wifi Xiaomi Mi Gen 3. Đầu tiên là mình cắm ổ vào nguồn này. Bước thứ hai là vào Mi Home này, vào ứng dụng Mi Home. Chọn quốc gia là Trung Quốc. Vào cài đặt này. Vào quốc gia này, chọn quốc gia là Trung Quốc nhé. Bản này là bản chưa có bản quốc tế nên là chúng ta sẽ chọn quốc gia là Trung Quốc. Sau khi chọn quốc gia xong thì chúng ta vào dấu ba chấm ở trên để thêm thiết bị. Thêm thiết bị thì có hai phương án: thêm thiết bị tự động và thêm thiết bị thủ công. Mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm thiết bị tự động trước. Để thêm thiết bị tự động thì chúng ta cần phải bật Bluetooth của máy lên. Sau khi bật xong thì máy sẽ tự quét. Khi mà đèn vàng nhấp nháy này thì là wifi đang bật và chúng ta ấn và chọn. Sau đấy thì điền thông tin mạng wifi thì nó sẽ tự động chọn cái mạng mới đây gần nhất mình chọn. Thì chúng ta phải chọn cái mạng wifi mà không phải là 5G nhé. Sau chúng ta tiếp tục. Máy sẽ tự quét. Đó, khi kết nối thành công thì chúng ta ấn xong. Sau chúng ta chọn phòng. Sau đó đặt tên. Tiếp theo. Rồi, tiếp theo. Đây là những cái chế độ mà khi mà chúng ta cài đặt. Một là khi ra khỏi nhà này, hoặc là khi về nhà bật tắt đèn này. Đó. Rồi. Khi mà chúng ta đến đây thì có thể điều khiển được cái ổ cắm wifi này. Cái ổ cắm wifi này chúng ta có thể điều khiển từ xa được. Thì thứ nhất là tính năng đơn giản nhất, đấy là on off. Chúng ta ở văn phòng chúng ta có thể điều khiển được cái các thiết bị ở nhà. Rồi, ở trên cái bản này thì mình so với bản Gen 2 và Gen 1 thì mình đánh giá rất là cao. Ở điểm nhất đấy là các bản trước chúng ta sẽ không theo dõi được cái công suất tiêu thụ, nhưng ở bản Gen 3 này có điều hay nhất, đó là theo dõi được công suất tiêu thụ đầu ra. Ví dụ như là chúng ta có thể theo dõi được công suất hiện tại là bao nhiêu. Đó, đây là công suất tiêu thụ này, và chúng ta có cả bản theo dõi tiêu thụ của tuần và tháng. Họ sẽ trên trên ứng dụng nó sẽ vẽ ra cho biểu đồ tiêu thụ của thiết bị. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải cài đặt thời gian tắt bật khi nào, thì ví dụ như là khi nào chúng ta muốn chọn thời gian bật lên này, hẹn giờ bật hẹn giờ tắt này, thời gian bao nhiêu lâu nữa thì sẽ tắt hoặc bao nhiêu thời gian nữa thì sẽ bật. Một điểm mình thích nhất ở cái thiết bị này cập nhật hơn hẳn so với các bản trước, đấy là chúng ta có thể cài đặt cái mức tiêu thụ. Ví dụ như là khi mà chúng ta có mức tiêu thụ cao, ví dụ chúng ta đã cài đặt là mức tiêu thụ này, thì chúng ta sẽ cài đặt được là ngày hàng ngày ổ cắm này sẽ tiêu thụ được bao nhiêu, ví dụ như là 3 kW hay là 10 kW, 20 kW, và nó sẽ cảnh báo chúng ta là tiêu thụ quá mức. Cái một cái hay nữa đấy là cái giới hạn cái công suất ra. Ví dụ như là một số anh chị em mà đang dùng sạc sạc điện thoại chẳng hạn nhé, ví dụ như là nếu anh chị em mà sạc qua đêm hoặc sạc lâu có thể cháy lổ ấy, thì cái ổ cắm này này nó có tính năng là ví dụ như là cái điện thoại của chúng ta tối đa là 300 W chẳng hạn, đến 400 W là ổ cắm tự ngắt, là cái máy bơm này chạy tối đa là 500 W đến 500 W tự ngắt. Rồi, cái một cái điểm thứ ba nữa mà đánh giá rất là cao ở cái điểm này nâng cấp so với đợt tiếp theo, đấy là cái bảo vệ sạc điện thoại. Bảo vệ sạc điện thoại thì thứ nhất là khi chúng ta enable cái bảo dùng cái ổ cắm này để sạc cho các thiết bị điện thoại, thì chúng ta có thể ví dụ như là khi mà công suất của nó quá là 30 W chẳng hạn, 40 W chẳng hạn thì tự ngắt, hoặc là cài đặt thời gian sạc, ví dụ như là thời gian sạc của chúng ta là 1 tiếng hạn, 3 tiếng chẳng hạn là tự ngắt. Đó. Đây là ba cái tính năng mình đánh giá rất cao. Tính năng thứ nhất đấy là giới hạn và cảnh báo và đo lường được mức tiêu thụ của thiết bị. Cái số 2 đó là có thể cảnh báo được về cái mức tiêu thụ của thiết bị, mức tiêu thụ bao nhiêu watt. Cái thứ ba nữa là giới hạn được công suất của thiết bị đầu ra. Cái thứ tư là
bảo vệ dòng sạc cho điện thoại, ví dụ như là bảo vệ quá dòng, thời gian sạc. Đó là hai tính năng, ba tính năng, bốn tính năng mới nhất. Đây là bốn tính năng mới nhất của cái thiết bị ổ cắm Gen 3 này so với cả các thiết bị ổ cắm khác. Rồi, nhưng mà một điểm mình đánh giá khá chưa được tốt lắm ở thiết bị này, chân cắm cũng là chân 3 chân mà không phải như thời đời trước. Đời trước là chân Universal thì có thêm chân 2 chân, nhưng mà chân này chỉ chân 3 chân thôi, thì chỉ cắm được loại như này và loại 2 chân dẹt. Và đầu cắm của nó cũng là đầu 3 chân. Thế nên là chúng ta phải mua đầu chuyển từ 3 chân sang 2 chân. Đó. Thì cái điểm này là điểm yếu của cái thiết bị này mà mình đánh giá là sẽ gợi ý cho nhà máy thay nâng cấp cái sản phẩm tiếp theo. Rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách các bạn kết nối gỡ thiết bị nhé. Hướng dẫn cách gỡ thiết bị này. Đầu tiên là ấn giữ vào thiết bị mà chúng ta cần gỡ. Và chúng ta vào thêm, cho xóa thiết bị. Xóa. Sau khi xóa ở trong Mi Home thì chúng ta phải reset lại ổ cắm. Reset thì bằng cách ấn và giữ luôn này 5 giây đến khi nào đèn nhấp nháy vàng. Rồi, khi đèn nhấp nháy vàng như thế này tức là chúng ta đã reset cả thiết bị và cả máy ở trên Mi Home. Như vậy thì chúng ta có thể thêm thiết bị mới được, và chúng ta có thể reset lại và mang thiết bị này đi chỗ khác. Cái cách thêm mình hướng dẫn tiếp cái ổ cắm Wi-Fi Gen 3 và Mi Home bằng phương pháp thủ công. Đầu tiên là vào thêm thiết bị. Sau đó chúng ta tìm đến ổ cắm. Ổ cắm nhé. Trong ổ cắm này nó có khá nhiều loại ổ cắm, nhưng chúng ta phải tìm đến cái ổ cắm Gen 3 nhé. Đây là thiết bị mới ra, Mi Smart Plug 3. Đó. Rồi, khi mà đến bước này thì máy sẽ yêu cầu chúng ta ấn vào 5 giây. Thì khi nào mà đèn nhấp nháy vàng thì được. Rồi. Khi mà đèn nhấp nháy vàng được này, chúng ta đặt tắt thiết bị. Rồi chọn Wi-Fi. Chọn máy Wi-Fi, Wi-Fi không phải Wi-Fi 5G nhé. Còn tiếp theo. Đó, máy sẽ tự động kết nối với nhau. Rồi, đặt phòng. Tiếp theo. Tiếp theo. Rồi, như vậy là đã kết nối xong. Rồi,